Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lạy Thiên Chúa, vì phước hạnh mà Chúa ngài cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Thật là đặc ân cho chúng ta. Chúng ta là những con người tầm thường, nhưng Chúa lại chọn sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng học bài học Chúa dùng những con người tầm thường. Đây là một điều chúng ta thấy dường như mâu thuẫn với những tiêu chuẩn mà chúng ta có thể có trong lòng của chúng ta, cũng như tiêu chuẩn theo đời này. Nhưng Chúa chọn cách này để ngài được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng trong thời gian này bày tỏ lòng biết ơn Chúa về những điều Chúa ngài đã làm trên đời sống của chúng ta. Cho nên ở tại dòng bình luận, các anh chị em theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với chúng tôi qua đường truyền của mạng, xin chúng ta nói lên điều chúng ta cảm tạ Chúa, để chúng ta khích lệ nhau ở trong ơn của Chúa, và chúng ta cùng nhau tấn tới ở trong ơn của ngài, biết rằng cha luôn luôn can thiệp vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta mời, khi chúng ta cầu xin, thì những khó khăn biến thành phước hạnh, và những hoạn nạn trở nên phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta, vì Chúa có quyền để hiệp mọi sự lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Hãy cùng với chúng ta tiếp tục cảm tạ Chúa qua những lời chúng ta công bố ra, nói lên lòng biết ơn của chúng ta cho những việc Chúa làm, cũng như Chúa cho chúng ta được đặc ân để kinh nghiệm ngài như thế nào. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu nhau, Chúa dùng những con người tầm thường. Đây là một điều mà chúng ta khám phá ra được ở trong lời của Chúa. Có phải Chúa chỉ dùng những con người vĩ đại để làm những công việc của ngài trên đất không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chỉ những con người tầm thường như đa số chúng ta. Đó là điều làm cho chúng ta khích lệ và biết rằng chúng ta không được định chọn theo như tiêu chuẩn của đời này, nhưng mà theo tiêu chuẩn của Chúa. Bởi vì Chúa ngài chọn sử dụng chúng ta thì ngài ban cho chúng ta khả năng, quyền năng, ân tứ để chúng ta có thể trở nên hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúa dùng những con người tầm thường để làm những công việc phi thường. Đây là điều mà tôi muốn nhắc nhở để anh chị em chúng ta cùng nhau tấn tới, được khích lệ trong ơn của Chúa. Như tôi chia sẻ ở nhiều nơi, khi tôi đến, tôi ước mơ rằng khi tôi rời chỗ đó, thì anh chị em không nói rằng Mục sư Khánh là người đầy ơn Chúa. Nhưng mà tôi muốn anh chị em sẽ nói với nhau rằng cảm ơn Chúa, chúng ta là những người đầy ơn Chúa. Chúng ta là những người đầy quyền năng của Chúa. Vì chúng ta khám phá ra được chìa khóa mà Chúa ngài muốn cho chúng ta nắm bắt được, để chúng ta nhận biết thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho, quyền năng mà Chúa ngài đã đông đầy trong đời sống của chúng ta, để chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta đi phân phối các thứ ân của Chúa. Đó là điều hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ chọn ngồi bên lề thay vì chúng ta tham dự vào ở trong trận đấu. Đây là điều mà Chúa ngài rất muốn chúng ta khám phá cho bằng được và tấn tới trong ơn của Chúa. Và đó cũng là tâm quyết của chúng tôi, muốn đào tạo, muốn huấn luyện, muốn chia sẻ những kinh nghiệm để anh chị em cũng sẽ trở nên những người hữu dụng ở trong tay của Chúa. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là Chúa sử dụng những con người tầm thường. Ở trong Công vụ chương 4, câu 13 đến 14 là phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta trong ngày hôm nay. Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người què được chữa lành đứng ở bên cạnh hai ông, nên họ không có lời gì để phản bác được. Cảm ơn Chúa, Phi-rơ và Giăng vừa được Đức Chúa Trời sử dụng để làm một phép lạ lớn lao, một sự chữa lành mà chúng ta thấy rằng theo suy nghĩ của con người thì nó là chuyện quá sức tưởng tượng. Vì người bại này bại từ thuở sanh ra, bẩm sinh. Và chúng ta thấy được mô tả ở trong Công vụ chương 3 từ câu 1 cho đến câu số 8 như sau. Bây giờ Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện 3 giờ chiều. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hàng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Phi-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: hãy nhìn vào chúng tôi. Anh chăm chú nhìn hai ông với hy vọng sẽ nhận được chút gì. Nhưng Phi-rơ nói với anh: tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Phi-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên,
đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa Ngài làm ở tại đây xuyên qua Phi-rơ và Giăng, hai con người tầm thường như chúng ta, nhưng được Chúa gọi, Chúa chọn, Chúa trang bị. Mà chúng ta để ý đến tại đây, trong lúc Phi-rơ nói và giới thiệu điều mà người này cần đó, thì chúng ta để ý cụm từ "tôi không có vàng bạc gì cả". Chúng ta thấy rằng hai sứ đồ không có tiền bạc. Họ không phải là người có tiền bạc như định nghĩa của ngày hôm nay, và những người có tiền có bạc thì có thể được Chúa Ngài sử dụng. Nhưng điều tôi có, tức là hai ông muốn giới thiệu cho anh một cái điều mà anh cần đó, thì không phải là tiền bạc. Vì phép lạ sắp sửa xảy ra đó, do cái điều mà sứ đồ Phi-rơ và Giăng có. Điều tôi có thì tôi cho anh. Điều ông có là gì? Ông có danh của Đức Chúa Giê-xu. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Và phép lạ đã được thể hiện ra. Suốt ngày hôm nay, tôi không thoát được cái ý tưởng mà tôi tin rằng Chúa Ngài muốn tôi nhắc anh chị em ở trong chỗ này. Để những ai nghe tôi, chúng ta trở lại với những gì Kinh Thánh đã ghi cho chúng ta. Đó là danh của Đức Chúa Giê-xu. Anh chị em yêu dấu, ở đây chúng ta thấy có một phong trào ngày hôm nay người ta trong cái danh nghĩa, ở trong cái ý tưởng là để cho những người ở bên ngoài dễ dàng để hiểu, để tiếp xúc với Chúa, thì họ bắt đầu giải nghĩa danh của Chúa Giê-xu, gọi Ngài là Chúa Cứu Thế, gọi Ngài là Đấng Cứu Chuộc, vân vân. Nhưng mình sẽ lưu dấu ở tại đây, sứ đồ Phi-rơ đã sử dụng danh Đức Chúa Giê-xu một cách chính xác ở đây. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Ông nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Anh chị em, chúng ta cần trở lại và nhớ danh của Chúa là danh quyền năng, chứ không phải ý nghĩa của danh của Chúa. Ý tưởng mà tôi suốt ngày hôm nay suy gẫm, thì Chúa Ngài nhắc tôi để tôi chia sẻ và khích lệ anh chị em là chúng ta trở lại sử dụng danh Đức Chúa Giê-xu, bởi vì đừng mắc mưu kẻ thù. Nó muốn tìm cách để lẩn tránh việc nghe đến danh của Chúa Giê-xu. Danh Đức Chúa Giê-xu là danh trên hết mọi danh, mà khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Để chúng ta có thể hiểu điều này, tên của tôi là Quỳnh Quốc Khánh. Tôi nhớ khi về Việt Nam gặp một người bạn học, thì nói rằng ngày xưa tôi đội cái nón kết đó, thì tôi viết chữ Quỳnh 29. 29 là ngày lễ Quốc Khánh, cho nên tôi viết tắt như vậy, bởi vì ở trên cái nón kết của mình không có nhiều chỗ để ghi Quỳnh 29. Và người bạn tôi nhắc điều đó, nói rằng đây là một trong những người bạn học mà có một cái lối diễn tả khá đặc biệt về tên của mình, Quỳnh Quốc Khánh. Cảm ơn Chúa, đó là tên của tôi, Quỳnh Quốc Khánh. Nhưng mà nếu có ai đó nói rằng Quốc Khánh thì là cái ngày vui của đất nước, cho nên gọi là Quỳnh ngày vui của đất nước, mà tôi đứng ở từ xa mà gọi hey, ngày vui của đất nước, ý nghĩa của nó là ý nghĩa của chữ Quốc Khánh, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tên của tôi. Và nếu có gọi như vậy thì tôi cũng không biết để tôi có thể đáp ứng lại. Thì cũng vậy anh chị em, Chúa Cứu Thế, đúng, ý nghĩa của danh của Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Nhưng mà nếu chúng ta không gọi danh của Ngài mà chúng ta gọi ý nghĩa của danh của Ngài, thì chúng ta thấy rằng phản tác dụng. Và đó là điều mà Chúa Ngài nhắc tôi, đừng để cho kẻ thù bày những cái mưu trước để chúng ta không còn gọi danh của Ngài. Vì khi danh của Chúa Giê-xu được công bố ra, thì mỗi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Ở tại đây chúng ta thấy rằng cái bệnh, cái tật của cái người này từ thuở sanh ra đó, bệnh bại từ thuở sanh ra này, khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu thì nó phải vâng phục, nó phải được giải quyết để người này được chữa lành. Cho nên đừng dại dột nghe theo lời của kẻ thù để chúng ta lẩn tránh và chúng ta không gọi đích danh Chúa Giê-xu. Vì chỉ có danh Chúa Giê-xu khi công bố ra mới có kết quả. Anh chị em nhớ điều đó. Tôi không biết điều này dành cho ai, nhưng mà tôi tin rằng có ai đó trong chúng ta cần được nhắc nhở điều này, để chúng ta trở lại sử dụng danh của Chúa một cách chính xác như sứ đồ Phi-rơ đã sử dụng ở tại đây. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Ông xác nhận thêm Đức Chúa Giê-xu mà người đã sinh trưởng và lớn lên tại làng Nazareth đó, chính Ngài đó, là đấng mà ông công bố danh của Ngài ra. Và chúng ta thấy ở tại đây sức mạnh của danh của Chúa được sứ đồ Phi-rơ giải thích. Khi
họ bị bắt và dẫn đến trước những người lãnh đạo Do Thái để tra hỏi về việc xảy ra. Thì Phêrô trả lời: do quyền năng của danh Đức Giêsu Christ ở Nazareth mà người bại này đã được lành. Ở trong công vụ chương 4 câu số 10 đó, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đang đứng trước mặt các ông. Ông biết một cách rất là rõ ràng, cũng như ông cho cái người bại này đó, là ông cho điều ông có, đó là Chúa cho ông cũng như chúng ta là những nhân chứng ngày hôm nay cho Chúa, các môn đồ của Ngài, những tín nhân được đặc ân để chúng ta sử dụng danh của Đức Giêsu và chúng ta chữa bệnh, chúng ta trị quỷ, chúng ta làm những công việc ở trong danh của Chúa. Ông biết điều đó, ông xác nhận điều đó. Nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta tập trung vào và trở lại một cái thánh diện. Chúng ta không có gì phải sửa, phải nói ý nghĩa của danh của Chúa. Người ta cần biết danh quyền năng này, người ta cần kinh nghiệm được sức mạnh của danh quyền năng này đem lại kết quả giải cứu, chữa lành cho họ. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, hãy trở nên một người tầm thường ở trong ý niệm này nữa. Đó là Chúa nói sao chúng ta làm đúng như vậy. Chúa danh của Ngài như thế nào chúng ta cứ làm như một con trẻ, để rồi chúng ta sẽ thấy kết quả theo những mức độ mà Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và những lãnh đạo của Do Thái giáo kinh ngạc vì những điều họ nghĩ về hai con người tầm thường ít học này. Làm sao để có thể làm một công việc lớn như vậy? Những lãnh đạo của Do Thái giáo và các thầy thông giáo, các trưởng lão mắc phải một điều khác nữa mà chúng ta thấy ngày hôm nay cũng xảy ra trong hội thánh của Chúa. Đó là cái chủ nghĩa thành phần đặc biệt. Tin rằng chỉ có một thiểu số những người có địa vị cao ở trong tôn giáo mới được Đức Chúa Trời sử dụng. Cho tôi nhắc nhở anh chị em, đó là Chúa sẵn lòng tin dùng, sử dụng bất cứ những ai bằng lòng để cho Chúa Ngài sử dụng. Và đây là điều hết sức là quan trọng. Tiêu chuẩn không phải là địa vị của chúng ta trong giáo hội. Tiêu chuẩn mà Chúa Ngài sử dụng mà chọn chúng ta không theo như tiêu chuẩn của đời này. Không phải bằng cấp, không phải địa vị, nhưng mà một tấm lòng bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng. Cái lối suy nghĩ như người đặc biệt vẫn còn ở trong lòng của nhiều người ở trong hội thánh ngày hôm nay. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta đánh bại cái lối suy nghĩ này. Ngài chọn dùng những con người mà người khác cho rằng tầm thường, sử dụng như Phêrô và Giăng ở đây, để chúng ta thấy rằng làm những công việc lớn cho Ngài. Chúng ta cùng xem một số những trường hợp ở trong Kinh Thánh để chúng ta được xác nhận ý niệm này rằng Chúa Ngài bằng lòng sử dụng những con người tầm thường. Và trong lúc chúng ta nghe về những con người này, xin Chúa Ngài gia tăng đức tin và chúng ta đặt mình vào trong Kinh Thánh để chúng ta cũng thấy rằng nếu Chúa có thể sử dụng những con người tầm thường này, Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta, miễn chúng ta nhận biết rằng mình tầm thường nhưng mà bằng lòng phó mình vào trong tay của Chúa để Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Trường hợp đầu tiên đó là Anania. Chúng ta thấy ở trong công vụ chương 22 câu 12-13, sứ đồ Phaolô, trước đây là Saulơ người Tarsơ đó, ông đã thuật lại điều này trong lời làm chứng của ông. Anania là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giuđa trú ở tại Đa-mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi, người đứng trước mặt tôi và nói rằng: hỡi Saulơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Cảm ơn Chúa, thật là lạ lùng với anh chị em. Phaolô thuật lại sự việc một người tên là Anania đã được Chúa chọn để đến Phaolô, và ông chỉ công bố: hỡi Saulơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết gì thêm về con người tên Anania này? Ông phải là người giảng đạo nổi tiếng không? Chắc chắn là không. Một trưởng lão hay là những người lãnh đạo trong hội thánh chăng? Cũng không nghe nói về điều đó. Điều mà chúng ta biết về Anania đó là Anania là một môn đồ nhân đức. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, ông được lời chứng tốt về cuộc sống của ông. Và tôi tin rằng hai tiêu chuẩn này cũng cần có trong đời sống của chúng ta. Đó là một môn đồ nhân đức và một người có lời chứng tốt. Anh em nhớ chúng tôi nhấn mạnh điều mà tôi nhắc đi nhắc lại: Chúa có thể sử dụng một cái bình cũ, Chúa có thể sử dụng một cái bình bể, nhưng Chúa không thể nào sử dụng một cái bình dơ bẩn được. Nếu như chúng ta để Chúa quyết Đức Giê-xu rửa sạch chúng ta khỏi mọi gian ác, và nếu chúng ta có vấp phạm, chúng ta có vấp ngã, chúng ta bắt dậy, chúng ta đến với Chúa nhận sự tha thứ của Ngài,
ăn năn để nhận sự tha thứ của Chúa, để rồi lại được Chúa Ngài phục hồi và sử dụng chúng ta. Phải là một môn đồ có lời chứng tốt về cuộc sống của ông. Và công vụ chương 9 câu 10 cho thấy ông là người có khả năng để nghe được tiếng của Chúa phán ở trong sự hiện thấy. Ông thứ tư, ông bằng lòng để Chúa Ngài dùng ông. Ông không bằng cấp. Và tôi tin rằng sau khi ông hiểu Chúa Ngài sai phái ông, thì ông đã đưa ra một cái bằng. Đó là cái bằng lòng của ông. Ông đi theo như lời của Chúa dạy. Mặc dù ban đầu ông cũng phân bua với Chúa. Đó là lại Chúa. Người này, chính con người này, tôi có nghe về con người này. Đã từng bắt bớ hội thánh của Chúa. Bây giờ có giấy phép của những lãnh đạo của Do Thái giáo, của các thầy tế lễ. Đến đây để bắt bớ con cái của Ngài. Mà bây giờ Chúa sai con đi đến gặp ông. Nhưng mà khi Chúa Ngài cho biết rằng Ngài đã chọn Saul, sau này đổi tên là Phaolô, để trở nên một đồ dùng cho Chúa, để đem tin lành ân điển của Chúa đến cho dân ngoại, thì ông đã bằng lòng ra đi và Chúa Ngài đã sử dụng ông. Chúng ta thấy mắt của Phaolô đã được lành ngay khi lời của Anania công bố. Chúng ta thấy rất là đơn giản, ông nói gì? Hỡi Saul, anh tôi, hãy sáng mắt lại. Thì liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy điều mà chúng ta được nói đến của Anania, chúng ta thấy rằng được mô tả cho chúng ta một lần nữa ở trong công vụ chương 9 câu số 10. Và tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania, người thưa rằng lại Chúa có tội đây. Đây là một yếu tố mà tôi tin rằng Chúa Ngài đang muốn phục hồi trên hội thánh của Chúa. Đó là khả năng chúng ta nghe được tiếng của Chúa phán với chúng ta. Anania, trong khi Chúa Ngài phán cùng ông trong sự hiện thấy, thì ông đã đáp ứng lại là Chúa có tội đây. Có tội đây. Đây là cái bằng lòng mà chúng ta muốn nói đến đây. Cái bằng duy nhất mà chúng ta thấy được Chúa Ngài đón nhận tới đây, đó là lại Chúa có tội đây. Như Ê-sai, trong Ê-sai chương 6, có tội đây, xin hãy sai tôi. Có tội đây. Cũng như trinh nữ Mary đã thưa với thiên sứ của Chúa sau khi nghe một chương trình mà Chúa Ngài toan định làm qua thân thể của bà. Đó là một gái đồng trinh sẽ sanh một trai. Thì bà đã trả lời với thiên sứ của Chúa, xin việc xảy ra đúng như lời Chúa đã phán. Cảm ơn Chúa, cái bằng lòng này, cái sẵn sàng đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa và chương trình của Chúa, cũng như sứ mạng mà Chúa Ngài giao cho, là điều kiện để người ta được Chúa Ngài sử dụng. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta thấy được điều mà Anania có. Để ngày hôm nay chúng ta đón nhận điều mà Chúa Ngài đang làm. Tôi cảm ơn Chúa vì những điều Chúa Ngài đang làm ở giữa những người trẻ ở trong hội thánh VBC Houston của chúng ta trong những ngày qua. Chúa cho họ học lắng nghe tiếng Chúa phán. Và họ đã có một thái độ vâng lời. Thì trong những ngày qua tôi nghe rất là nhiều những lời làm chứng về những điều phước hạnh mà Chúa Ngài làm cho các anh chị em của chúng ta. Tối hôm qua có một thanh niên nhóm lại trong buổi cầu nguyện đến và chia sẻ với tôi điều mà làm cho tôi khích lệ lắm. Em nói rằng trong lúc đang vệ sinh cá nhân thì nghe cái tiếng của Chúa phán là con hãy đi và thăm hết tất cả những căn hộ ở trong khu sống của con để giới thiệu cho họ về tin lành cứu rỗi của ta. Và cảm ơn Chúa, tối hôm qua em làm chứng lại, chỉ trong một tuần vừa qua em đã đi thăm được 75 căn nhà xung quanh mình. Với lời giới thiệu tôi là một trong những người láng giềng của quý vị, tôi xin giới thiệu quý vị một điều hết sức là quan trọng đối với tôi, và tôi muốn chia sẻ quý vị, đó là Chúa Giêsu yêu thương quý vị. Jesus love you. Rồi để lại cho họ những câu kinh thánh, một chứng đạo thư. Em đã làm điều đó. Và tối hôm qua em nói rằng quyết tâm của em trước khi nhóm lại trong buổi nhóm đơn giản, hội thánh đơn giản Simple Church, tối hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn là em sẽ hoàn tất thăm viếng 100 gia đình ở chung quanh em. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho em, vui mừng kể lại cho tôi, làm chứng lại cho tôi cái điều đó. Bởi vì em lắng nghe và vâng lời. Như Anania tại đây, được Chúa Ngài sử dụng vì ông nghe và ông đáp ứng lại. Và điều thích thú mà chúng ta thấy tại đây, thay vì vị sứ đồ tương lai mà chúng ta thấy rằng đặt tay ở trên người môn đồ, thì ngược lại chúng ta thấy người môn đồ này đã giúp đỡ cho vị sứ đồ tương lai được lành bởi một môn đồ tầm thường
là Anania. Anh chị em yêu dấu, điều này đáng lý phải xảy ra như vậy. Nhưng mà ở trong tư tưởng của tín nhân ngày hôm nay, chúng ta thường nghĩ ngược lại, phải không? Phải là những người có địa vị, có chức vụ cao, đặt tay trên hay là giúp đỡ cho mình. Anh chị em yêu dấu, ở trước mặt Chúa tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng và Ngài sẵn sàng sử dụng bất cứ ai, dù người đó có bắt đầu như thế nào. Chúa Ngài sẵn sàng sử dụng để họ có thể làm những công việc lớn cho Chúa. Ở đây thật là một đặc ân, phải không? Anania, một môn đồ tầm thường ở tại thành Đa Mách, đã được Chúa Ngài sử dụng để đặt tay, để người được đặt tay, được đầy Đức Thánh Linh, được sáng mắt trở lại. Và người này đã được Chúa Ngài sử dụng như là một sứ đồ lớn của Chúa cho công việc đem tin lành của Chúa đến cho dân ngoại. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đừng trông mong là chỉ có những sứ đồ, những con người vĩ đại làm những việc lớn lao, trong khi các môn đồ khác thì vẫn ở trong chỗ bình thường và chúng ta ngồi ở bên lề để chúng ta quan sát. Không, chị em, xin Chúa cho để trong sự sức giàu này, ở trong ơn của Chúa, và chúng tôi chia sẻ, chúng tôi động viên, chúng tôi khích lệ để tất cả chúng ta đều sẽ bước vào cuộc đấu. Chúng ta không chấp nhận cái công việc chúng ta ngồi bên lề, chúng ta ngồi ở bên ngoài, để chúng ta như những người khán giả đi xem trận đấu. Nhưng mà chúng ta sẽ là những người ở trong sân, và chúng ta là những người vận động viên, chúng ta tham gia vào trong trận đấu. Vì Chúa Ngài muốn sử dụng tất cả mọi chúng ta để tất cả mọi người đều có cơ hội được nghe tin lành của Chúa. Thì chúng ta nhớ đến phương châm này, đó là tất cả hội thánh đem tất cả tin lành của Chúa đến cho tất cả thành phố. Đây là điều hết sức là quan trọng. Trong những ngày qua chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều, chúng ta giảng phúc âm toàn vẹn của Chúa, tức là tất cả tin lành của Chúa đó. Tin lành của Chúa, tin lành cứu chuộc, tin lành chữa lành, tin lành quyền năng, tin lành của việc Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài, tin lành tứ viện của Chúa, tin lành được Chúa Ngài ban phước trong ơn của Chúa, tin lành tứ viện của Ngài, để chúng ta sẽ giảng phúc âm toàn vẹn cho Chúa. Đòi hỏi cả hội thánh, mà tôi dùng chữ hội thánh ở đây chữ hoa đó, hội thánh phổ thông của Chúa, thì cho tất cả các con cái của Chúa, chúng ta đều nhận biết rằng mình có thể được Chúa Ngài sử dụng mình ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời từ thời ban đầu Ngài đã chọn những con người tầm thường và nhiều khi coi như dốt nát theo tiêu chuẩn của đời để làm những công việc của Ngài ở trên đất này. Chúng ta nhớ đến Môsê, một người chăn chiên trở nên người hướng dẫn lãnh đạo lỗi lạc nhất trong lịch sử của nhân loại để hướng dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Daniel từ chỗ của một người dân lưu đày, một thanh niên bị bắt đem ra xứ người, và chúng ta thấy ông đã trở nên quân sư cho vua của đế quốc Babylon. Rồi hai con người mà chúng ta đang học ở tại đây, đó là sứ đồ Phi-rơ và Giăng, là những người đánh cá ở trên hồ Galilee. Chúa sử dụng để làm những công việc lớn lao cho Chúa và trở nên một vị sứ đồ trưởng, được Chúa Ngài sử dụng một cách hết sức là đặc biệt. Và sau này sứ đồ Giăng được Chúa Ngài mặc khải, Ngài bày tỏ ra để có một tin lành theo như thánh Giăng, để có ba thư tín tuyệt vời của ông, và nhất là được Chúa Ngài mặc khải để ghi lại sách Khải Huyền, một quyển sách hết sức là đặc biệt. Cảm ơn Chúa vì những con người tầm thường này phó mình ở trong tay của Chúa, thì Chúa Ngài đã sử dụng họ để làm những công việc phi thường cho Chúa ở trong ơn của Ngài. Và nhiều trường hợp khác nữa chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài dùng những con người tầm thường để làm những việc phi thường ở trong suốt cả Kinh Thánh. Tại sao như vậy? Có bao giờ anh chị em đặt câu hỏi tại sao Chúa dùng những con người tầm thường? Vì Chúa muốn không ai khỏe mình. Không ai nói rằng bởi vì tôi có cái kiến thức đó, tôi là một cái người có bằng cấp, cho nên Đức Chúa Trời Ngài sử dụng tôi. Không anh chị em. Bởi vì Chúa Ngài chọn để làm công việc theo như ý định của Ngài. Hầu cho khi Chúa gọi, Chúa chọn, và Chúa Ngài ban cho chúng ta quyền năng, trang bị cho chúng ta những khả năng cần thiết để chúng ta thực hiện theo công việc của Chúa. Có người xác thịt của chúng ta được dời sang một bên, chúng ta không nương tựa vào trong bằng cấp, trong kiến thức của chúng ta, nhưng ta nương tựa vào Chúa hoàn toàn, thì Chúa mới có thể sử dụng chúng ta một cách trọn vẹn được.
Chúng ta cùng đến với lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 26 đến 29. Hỏi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý đến tới đây, sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh của Chúa. Hỡi anh em hãy suy xét. Chúng ta cần phải suy xét cái lẽ thật này. Đó là ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Khi Chúa Ngài gọi chúng ta, đó Ngài không gọi dựa trên những cái tiêu chuẩn mà chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói đến ở đây. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Cảm ơn Chúa, khôn ngoan mà theo xác thịt ở trước mặt Chúa đó là đồ bỏ. Khôn ngoan trong Chúa, sự khôn ngoan thiên thượng là điều sẽ được Chúa Ngài trang bị cho chúng ta, và có như vậy chúng ta mới có thể được Chúa Ngài sử dụng. Chẳng có nhiều kẻ quyền thế. Cảm ơn Chúa, thẩm quyền Chúa Ngài ban cho chúng ta là điều mà chúng ta cần, chứ không phải quyền thế ở trong thế gian này. Đúng, Chúa có sử dụng những người ở trong cái chỗ của quyền thế, nhưng mà đó không phải là tiêu chuẩn Chúa chọn. Chúa chọn họ và Chúa Ngài sử dụng họ vì Chúa Ngài ban cho họ thẩm quyền thiêng liêng, thẩm quyền thuộc linh ở trong ơn của Chúa. Rồi họ là tình cờ hay là ở trong trường hợp có quyền thế, Chúa Ngài sử dụng họ trong cái mức độ để đến với những người cùng một cái đẳng cấp của họ. Nhưng mà đó không phải là tiêu chuẩn Chúa Ngài gọi, Ngài tìm, Ngài chọn. Cảm ơn Chúa. Chẳng nhiều kẻ sang trọng. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài chọn chúng ta ở trong sự đơn sơ, trong sự tầm thường của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian. Cảm ơn Chúa. Để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một phần kinh thánh rất sự đặc biệt. Anh chị em thấy trong câu số 26 đó, mà Ngài thường không gọi những người khôn ngoan theo xác thịt, những người quyền thế, những người sang trọng. Nhưng trong sự khôn ngoan, Ngài chọn những sự dại nè, những sự hèn nè, những sự bị thế gian khinh bỉ nè. Tại sao? Để không ai khoe mình trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời không cần một tí nào về sự khôn ngoan theo thế gian này của chúng ta, bởi vì nó có thể là cái cớ ngăn trở hầu cho chúng ta không thể được Chúa Ngài sử dụng. Bởi vì chúng ta dựa trên sự khôn ngoan theo thế gian này đó, thì chúng ta sẽ cho rằng những điều Chúa Ngài dạy chúng ta bước đi trong sự siêu nhiên, trong đức tin, là những điều làm xúc phạm cái kiến thức của chúng ta. Nhưng khi chúng ta gạt bỏ hết tất cả những điều đó, Chúa chọn những con người hết sức là đơn sơ đến với Chúa, phó mình ở trong tay của Ngài, Chúa sử dụng, thì tất cả sẽ được trọn vẹn và Chúa Ngài được vinh hiển. Vì vậy chúng ta thấy rằng không ai có quyền để kiêu ngạo. Một trong những bức ảnh mà chúng ta rồi sẽ chứng kiến, sắc cả quyền đã báo trước cho chúng ta điều đó. Các trưởng lão họ ném những cái vương miện ở trên đầu của họ dưới chân của Đức Giê-xu, và tất cả đều cúi xuống để tôn thờ Ngài. Tôi tin đây là những cái vương miện kết quả của đức tin, của sự hầu việc Chúa của họ, sự vinh hiển mà Chúa Ngài đổi cho họ. Họ tháo gỡ xuống hết và họ đặt ở dưới chân của Chúa, bởi vì họ biết rằng tất cả điều đó họ làm được là do ơn của Chúa Ngài thể hiện xuyên qua cuộc đời của họ. Đây không ai khoe mình, nhưng tất cả đều nhận biết được rằng thật là một đặc ân được Chúa Ngài sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Trời Ngài dùng những con người dại, yếu hèn, bị khinh bỉ, thì chúng ta thấy sự vinh hiển hoàn toàn thuộc về Ngài, như đáng phải có như vậy. Chúng ta trở lại với trường hợp của Phi-e-rơ trong công vụ chương 5 câu 15-16. Đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, chỗ nằm ở trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự các thành Jerusalem đem đến những người đau ốm, là kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Cảm ơn Chúa, một lần nữa chúng ta thấy một chức vụ mạnh mẽ bởi một người từng là người đánh cá, bây giờ được gọi trong chức vụ sứ đồ, đã được Chúa Ngài cho kinh nghiệm, được báp têm trong Đức Thánh Linh, được đầy dạy Đức Thánh Linh, được Chúa Ngài sức giàu, Ngài ban ơn. Và ông đã làm những công việc chúng ta thấy lạ lùng, đến nỗi bóng của ông ngã trên ai, người đó cũng kinh nghiệm được sự chữa lành, được giải cứu. Cảm ơn Chúa.
Thân thế của Phêrô chúng ta thấy thật là khiêm nhường, với một cái nghề nghiệp bình thường, nhưng mà sự hiện diện, sự sức giàu của Đức Chúa Trời trong thánh vụ của ông đã khiến ông làm những công việc lạ lùng, đến độ bóng của ông cũng có thể giúp đỡ cho người ta được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy được ở đây Chúa có thể chọn những người nam, những người nữ hoàn toàn ở trong cái hoàn cảnh rất là khiêm nhường. Chúa Ngài đặt quyền năng của Đức Thánh Linh vào trong họ, rồi Ngài khiến họ làm những công việc siêu nhiên trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Để rồi tất cả đều sẽ quy sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của mình. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 4 câu 5, sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo, cảm ơn Chúa, của sự khôn ngoan, cảm ơn Chúa, nhưng tại sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin của mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà Phao-lô ông đã nhận biết và làm chứng lại. Xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta cũng có được những cái tiêu chuẩn này, để chúng ta được Chúa Ngài đại dụng chúng ta. Chúng ta cũng dựa vào trong tài diễn thuyết khéo léo. Lời nói và sự giảng của Phao-lô ông xác nhận chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép. Có những lời mặc khải, có những lời khôn ngoan và tri thức do Đức Thánh Linh Ngài ban cho. Và khi sứ đồ Phao-lô bày tỏ ra, đáp ứng được nhu cầu, bày tỏ được ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta thấy đã đem lại những kết quả lớn lao. Ông xác nhận điều đó tại sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép. Hầu cho cái kết quả mà chúng ta thấy tại đây, xin Chúa cho chúng ta cũng theo đuổi, để người ta không đặt hay là lập cái đức tin của họ trên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan của loài người. Nếu chúng ta diễn thuyết khéo léo, chúng ta có thể xác động tinh thần của người ta, người ta có thể theo, nhưng mà nó không có nền tảng vững chắc. Bởi vì đức tin của người ta có thể đặt ở trên sự khôn ngoan của loài người đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ như một cái nhà giấy, rồi một ngày nó sẽ sập. Nhưng mà đức tin của người ta cần đặt ở trên quyền phép của Đức Chúa Trời thì mới được vững vàng. Cảm ơn Chúa. Một con người khác chúng ta thấy là Matthew. Ông là một người thâu thuế, người làm nghề thâu thuế, bị dân Do Thái khinh bỉ. Và người từng bị khinh bỉ này, một ngày kia đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa. Khi Chúa đi ngang chỗ Matthew đang làm việc, Chúa gọi, thì ông xếp giấy tờ, bỏ bàn làm việc của mình, đi theo Chúa. Và Chúa Ngài đã sử dụng ông làm một trong những trước giả để ghi lại sách Tin Lành cho Matthew. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ là thế nào Chúa muốn chúng ta đến với Ngài. Luca chương 10 câu 21. Xin chúng ta cùng mở xem câu kinh thánh này. Cũng giờ đó, Đức Chúa Jesus nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài làm công việc chúng ta thấy hơi lạ, nhưng mà Chúa Ngài có chủ định của Ngài. Đó là Ngài giấu những sự này, Ngài giấu những cái sự mà chúng ta thấy ở trong Luca chương 10 đó. Đó là các sứ đồ được Chúa Ngài sai phái đi ra trong quyền năng của Chúa, và Chúa Ngài bảo họ đừng đem theo những cái gì cần thiết, mà hãy lệ thuộc vào Chúa hoàn toàn. Nó xúc phạm đến cái lý trí của chúng ta, những con người có cái khả năng lãnh đạo, thì chúng ta thấy rằng trong một cái chuyến đi như vậy thì mình phải chuẩn bị. Nhưng mà Chúa bảo là đừng đem theo bao, theo gậy. Chúa Ngài muốn chúng ta nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Rồi Ngài bảo khi vào nhà nào thì chúc phước cho nhà đó. Rồi người ta dọn cái gì ra, mình ngồi xuống mình ăn với họ. Rồi chữa cho những người bệnh ở tại đó. Sau đó công bố nước của Chúa Trời đã đến gần họ. Và cảm ơn Chúa, các môn đồ vâng theo lệnh của Chúa, họ ra đi làm đúng như vậy. Kết quả là nhờ danh của Chúa thì quỷ cũng vâng lời, và nhiều người đã được cứu, nhiều người đã được chữa lành, nhiều người đã được tự do khỏi sự áp bức của ma quỷ. Và khi các môn đồ trở về báo cáo với Chúa, thì Chúa Giêsu Ngài đã nhắc nhở cái lẽ thật này.
Cũng giờ đó, Đức Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan và người sáng dạ. Bởi vì người khôn ngoan và sáng dạ theo đời này thì họ nói rằng cái đó là cái chuyện vô lý, thiếu tổ chức, thiếu đầu óc tính toán. Nhưng mà vâng theo lệnh của Chúa như là trẻ nhỏ thì thấy được kết quả đúng như ý định của Chúa. Anh chị em có những ân tứ gọi là ân tứ lãnh đạo thì chúng ta lo trong việc tổ chức hội thánh của Chúa. Tôi không nói rằng chúng ta đừng tổ chức, nhưng mà khi chúng ta tổ chức phải tổ chức trong sự hướng dẫn của Chúa, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt từ nơi Chúa và đến với Chúa ở trong tinh thần như trẻ nhỏ. Đây là tinh thần đơn sơ, tinh thần dễ tin và tinh thần mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Không như người khôn ngoan sáng dạ theo mắt của mình, theo mắt của đời, nhưng mà như trẻ nhỏ. Anh xem, để Chúa Ngài có thể sử dụng chúng ta, chúng ta cần kiện toàn đối với Chúa. Chúng ta hãy như một trẻ nhỏ. Người lớn nói sao chúng ta tin như vậy, Chúa nói sao chúng ta tin như vậy. Đối với Chúa, hãy tin tất cả những gì Ngài nói. Đối với con người, chúng ta nên đánh dấu hỏi những gì con người nói. Đây là điều mà chúng ta thấy chúng ta cần phải lật ngược vấn đề, phải không chị em? Ngày hôm nay chúng ta thấy đáng tiếc là nhiều con cái của Chúa đã nghe những lời của con người nói, những quan điểm của họ, những quan điểm thần học của họ, và chúng ta tin hơn là lời của Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta đi ngược lại. Đối với con người, những quan điểm của họ, họ có thể phát biểu với chúng ta nhận như là: đó là quan điểm của anh, đó là quan điểm của quý vị. Nhưng mà tôi đặt lòng tin trọn vẹn nơi lời của Chúa. Thì tôi cam đoan với anh chị em, Chúa Ngài rất hài lòng và chúng ta sẽ thấy được những việc lớn lao. Bởi vì Chúa Ngài giấu những sự này với kẻ khôn ngoan và người sáng dạ, nhưng tỏ ra cho trẻ nhỏ. Cảm ơn Chúa. Như vậy để Chúa Ngài tỏ ra cho chúng ta, chúng ta hãy có một tấm lòng. Chúa Ngài bảo sao chúng ta làm đúng theo như vậy, thì chúng ta sẽ thấy kết quả lớn lao xảy ra. Và nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ là như vậy đó anh chị em. Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa Ngài muốn chúng ta có một đức tin đơn sơ đối với lời của Chúa, đối với Đức Chúa Trời, tiếng phán của Ngài, như một con trẻ dễ tin đối với Chúa. Nhưng mà chúng ta phải là những người khó tin đối với những lời của con người. Còn bằng không chúng ta sẽ gặp trở ngại. Tình trạng của giáo hội ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại, bởi vì chúng ta dễ tin lời của con người mà chúng ta lại khó tin lời của Chúa. Đó là một cái sự ngược ngạo mà xin Chúa cho chúng ta được hoàn chỉnh. Hãy dễ tin nơi lời của Chúa phán. Dù cái điều đó có khó hiểu đối với chúng ta, nhưng chúng ta đặt lòng tin rằng Cha phán, ý định của Cha, thánh ý của Ngài phải là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Chúng ta đón nhận, chúng ta làm theo. Dù nó có xúc phạm đến với kiến thức thần học hay là kiến thức của đời này mà chúng ta đã thu lượm được, cứ để nó xúc phạm những cái kiến thức đó, mà chúng ta hãy tiến vào. Cha phán, chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời phán, chúng ta làm theo. Chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ thấy kết quả thật là tuyệt vời trong đời sống của chúng ta. Những người có tinh thần như trẻ nhỏ, đó là Đức Chúa Trời có thể huấn luyện được. Ngài có thể đông đầy quyền năng của Ngài được, và có thể được Chúa Ngài sử dụng cho công việc của Ngài. Và khi chúng ta nghĩ rằng mình đã khôn rồi, mình đã có kiến thức rồi, mình đã có học vị tiến sĩ vân vân, mình sẽ không còn học cái gì được nữa. Nhưng khi chúng ta có tấm lòng đơn sơ thì chúng ta là những người có thể được huấn luyện, và chúng ta có thể nhường cho Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là một điều mà tôi phải dùng ở trong tiếng Anh là unlearn, những gì tôi đã học được ở trong trường Kinh Thánh. Thì về kiến thức, tôi thích thú đón nhận như điều này cho lý trí của mình, bởi vì mình nghe những cái lời giải thích của phép lạ hay là những cái lập luận của họ, cái quan điểm thần học của họ mà họ đã trình bày đó, nghe nó rất là hấp dẫn đối với lý trí. Nhưng mà trong tấm lòng thì tôi thấy nó không ổn. Thí dụ như người ta nói rằng Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ, các ân tứ đã qua đi trong thời của các sứ đồ. Thì ban đầu khi nghe điều đó mình thấy: ôi, cái này văn minh, cái này là cận đại. Còn cái chuyện mà tin Chúa vẫn còn làm phép lạ vân vân, nó là hậu.
lý trí có thể lừa gạt chúng ta như vậy. Nhưng mà trong tấm lòng của chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu cứu chúng ta đó. Hãy những ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu là nhờ Chúa Ngài ban quyền phép cho chúng ta để chúng ta có thể được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Cho nên từ ở trong cái DNA của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn là những con người muốn thấy phép lạ, thấy được quyền phép của Chúa. Cho nên trở lại đơn sơ, Chúa phán chúng ta bằng lời. Lời của Chúa nói sao chúng ta cứ làm đúng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài sử dụng chúng ta ở trong ơn của Chúa. Phaolô, chúng ta nhớ ông được huấn luyện và học luật với giáo sư Gamaliel lỗi lạc nhất ở trong thời bấy giờ. Nhưng phải trải qua một chuỗi dài của những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh ở trên đường đi Đa Mách, rồi 3 năm ở trong sa mạc để học với Chúa, để được Chúa Ngài dạy dỗ, để được Chúa Ngài cải huấn, thì ông mới trở nên người được Chúa Ngài sử dụng cách lớn lao như vậy, theo đuổi những sự huấn luyện kiến thức kinh thánh tốt nhất theo ý của Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng những điều của Đức Chúa Trời Ngài giấu kín đối với những người khôn ngoan sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ đó, để chúng ta nhận biết là chúng ta phải khiêm nhường hạ mình, mở lòng ra với một thái độ chịu học, thì Chúa mới dạy chúng ta được. Trong trường của Đức Thánh Linh, chúng ta biết rằng Chúa Ngài tìm những con người khiêm nhường. Những kẻ kiêu ngạo thì Chúa Ngài đuổi đi ra khỏi sự hiện diện của Ngài, nhưng mà Ngài kéo những người khiêm nhường đến với gần Ngài. Chúa Ngài dạy dỗ những người bằng lòng chịu học. Chúng ta thấy gương của Đức Chúa Giêsu là tấm gương cao nhất mà chúng ta thấy Chúa Ngài đã thể hiện. Khi Ngài giáng trần nhập thể làm người, chúng ta thấy Ngài không sanh ra trong hoàng tộc, nhưng trùng chiên, nhưng ở trong máng cỏ, bởi vì nhà quán không có chỗ. Rồi cuối cùng Mary và Joseph phải sử dụng một cái chỗ mà chúng ta thấy có cái máng để cho chiên uống nước. Thì như vậy nó phải là một cái chỗ chuồng chiên, chuồng của bò. Chúa ở một cái nơi, sinh ra ở một cái nơi mà chúng ta thấy rằng rất là thấp hèn, rồi lớn lên ở tại làng Nazareth, một cái làng mà người ta nói rằng có cái gì tốt xuất thân hay là sản sinh ra được từ cái làng này. Rồi Ngài cũng được sinh ra ở trong một gia đình của một người thợ mộc, cha phần xác chăm sóc Chúa là Joseph, là người thợ mộc. Rồi Ngài lớn lên cũng làm một người thợ mộc đơn sơ. Tôi không tin rằng đây là điều ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời Ngài cố tình nhập thế trong cái cách đó, để chúng ta thấy chúng ta có thể đồng cảm, chúng ta có thể thấy mình có thể được ở trong cánh tay của Đức Chúa Trời để Ngài có thể sử dụng được. Cảm ơn Chúa. Trong những ngày của Giáng sinh, chúng ta được nhắc đến những câu chuyện này, những yếu tố này. Và chúng ta thấy rằng cảm ơn Chúa vì Ngài đã giáng trần và sanh ra ở trong một cái nơi rất là tầm thường, rất là thấp hèn, để tất cả mọi người, người giàu, những người có địa vị, thì muốn đến với Chúa phải hạ mình xuống để tìm đến với Chúa. Rồi những con người như những gã trăng chim có thể đi thẳng vào trong cái chỗ đó để gặp Chúa. Chứ nếu Chúa sanh ra ở tại hoàng cung thì những gã trăng chim này không thể nào đến với Chúa được. Nên cảm ơn Chúa, Chúa chọn cái chỗ tầm thường, cái chỗ thấp hèn, để tất cả mọi người đều có thể đến với Chúa. Ai cũng có thể có điều kiện để đến với Chúa và nhận được phước hạnh từ nơi Ngài. Tôi không tin rằng một sự ngẫu nhiên, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã có kế hoạch và Ngài sắp đặt để vương quốc của Đức Chúa Trời không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà dựa trên sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép là như vậy. Cảm ơn Chúa. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể phục vụ một cách siêu nhiên như Chúa Ngài đã định? Làm sao để chúng ta tiên tri và kinh nghiệm chiêm bao và khải tượng như Joseph đã kinh nghiệm, như Daniel đã kinh nghiệm, như Anania đã kinh nghiệm, như Joseph và Mary đã kinh nghiệm? Chúng ta để ý đến cái yếu tố sự có mặt của Đức Thánh Linh
trong mấy chương đầu của Luca thôi, thì chúng ta thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh hành động, vận hành, khiến cho những việc mà chúng ta đang theo đuổi ở trong loạt bài sáng Chủ nhật chúng ta đang học, đó là thiên đàng trên đất này. Nước trời bày tỏ, thi thố những công việc của nước trời ở trên đất này qua sự chuyển tải của quyền năng của Đức Thánh Linh trên những con người tầm thường bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng. Mục tiêu siêu nhiên bắt nguồn từ sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh ở trên đời sống của con cái của Chúa. Ở trong Công vụ chương 2 của 16 đến 18 chép: nhưng ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái của các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp ở trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài đang phục hồi điều này ở giữa chúng ta. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn nữa. Bởi vì tiên tri Joel đã tiên tri điều mà Cha hứa, thì chúng ta tin rằng những điều này sẽ xảy ra khi chúng ta đồng loạt trở lại với Chúa trong tinh thần nhận biết, rằng mình lấy lòng đơn sơ để tiếp nhận, thì sẽ thấy được kết quả. Đó là ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái của các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đang làm điều này. Chúng ta cũng tin và cùng hiệp tác với Chúa. Tại con trai, con gái của chúng ta đều sẽ nói tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ. Những người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đệ tớ trai và gái của ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Cảm ơn Chúa. Chữ đều tới đây là tất cả. Và tôi tin rằng ngày này đang đến với chúng ta. Chúa Ngài sẽ hướng dẫn những con người bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng. Những con người đến với Chúa với tấm lòng đơn sơ. Chúa phán, đáp ứng lại. Đừng tính toán theo lý trí, đừng bàn với thịt và huyết, nhưng mà chúng ta vâng lời. Chúa bảo cứ nói ra. Cái tệ nhất là người ta nói rằng cái này không liên quan gì đến tôi. Mà tôi cảm đoan với anh chị em nhạy bén với Chúa, Chúa hướng dẫn chúng ta nói những lời mà Chúa Ngài bày tỏ ra cho chúng ta đó, thì sẽ đem lại ích lợi, khích lệ cho những người mà chúng ta được Chúa Ngài sai phái để đem những lời đó đến với họ. Rồi chúng ta sẽ có những sứ điệp từ nơi Chúa để chúng ta công bố, tất cả đều sẽ nói tiên tri. Cảm ơn Chúa. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một cách rất là rõ. Chức vụ quyền năng đến bởi sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trên con cái của Chúa. Anh chị em yêu dấu, điều này nó xúc phạm đến lý trí của con người. Chúa vẫn tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên những tấm lòng khao khát, những tấm lòng muốn được Chúa Ngài sử dụng. Ngài muốn đổ trên tất cả con cái của Chúa, không chỉ trên những người lãnh đạo, nhưng trên đại đa số những con người tầm thường tìm kiếm mặt Ngài. Cảm ơn Chúa. Đây là những người vừa kinh nghiệm báp têm trong Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thì khi họ làm những công việc lạ lùng, họ nói một cái thứ ngôn ngữ mà họ chưa từng học, mà các sứ đồ, các môn đồ đã được Chúa Ngài sử dụng ở trong mức độ đó. Thì Phi-rơ đã đứng lên và đã giải thích đây là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà tiên tri Joel đã tiên tri trước đó. Câu 1 chương 1 câu 5 nhắc nhở chúng ta: vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Câu kinh nghiệm mà những người được Chúa Ngài đại dùng đó là những người đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Anh chị em, báp têm bằng Đức Thánh Linh là điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã định. Đức Chúa Giêsu nhắc nhở, giới thiệu mà Ngài đã làm cho ứng nghiệm. Và có một sự nhận chìm những con người khao khát ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh để rồi được mặc lấy quyền phép. Chúng ta được nhận chìm như báp têm nước, chúng ta được nhận chìm ở trong nước, thì báp têm Đức Thánh Linh chúng ta được nhận chìm ở trong Đức Thánh Linh. Như một cục vải được nhúng vào ở trong cái nồi thuốc nhuộm thì nó đổi màu theo như cái màu của nước nhuộm. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ kinh nghiệm điều này, để rồi sự bày tỏ của Đức Thánh Linh và quyền phép sẽ thể hiện qua đời sống cũng như chức vụ của chúng ta.
Trong một chương 2 câu 1 câu 4 đã ứng nghiệm. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Không chỉ trên 12 sứ đồ, không phải chỉ trên con trai, con gái mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trên những người già, những người trẻ, những tôi trai, tôi gái, đủ mọi tầng lớp, là những con người tầm thường, nhưng khao khát muốn được Chúa Ngài sử dụng và vâng lời Chúa. Chúng ta để ý đến tại đây. Sau này sứ đồ Phaolô có cho chúng ta một chi tiết. Lúc Đức Chúa Giêsu Ngài được cất lên về trời thì có trên 500 người thấy điều đó. Nhưng dường như chỉ có khoảng 120 người đã vâng theo lời của Chúa về Jerusalem lên phòng cao trong 10 ngày liên tục cầu nguyện, chờ đợi. 380 người kia ở đâu? Cảm ơn Chúa, Chúa cho họ có phần sau này. Nhưng mà kinh nghiệm của ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, khi Đức Thánh Linh giáng lâm, thì Ngài đã tuôn đổ xuống ở trên khoảng 120 người. Là những người vâng theo lời của Chúa, đơn sơ trở về. Tôi nghĩ 380 người kia, họ nói rằng bây giờ mình phải về để chuẩn bị thức ăn, mình phải chuẩn bị quần áo, chứ còn bây giờ về Jerusalem chờ đợi bao lâu? Mình phải lo những chi tiết khác chứ, mình phải sắp xếp công việc của gia đình chứ. Nhưng mà có những con người chúng ta thấy rằng vâng lời như con trẻ, trong đó có Marie là mẹ phần xác của Chúa Giêsu cùng các anh em của Ngài. Họ chờ đợi ở tại phòng cao, ở tại Jerusalem. Từ trên núi Olive, họ đi mấy dặm đường, vượt xuống trũng và họ lên phòng cao ở tại thành Jerusalem. Và tại đó họ đã kinh nghiệm sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa, trang bị họ trở nên những nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay bắp tem của Đức Thánh Linh cũng dành cho chúng ta, miễn là chúng ta là những người có lòng khao khát. Quyền năng đến bởi kinh nghiệm bắp tem Đức Thánh Linh sẽ khiến chúng ta hiệu quả trong công việc làm nhân chứng cho Chúa, như Chúa Giêsu đã nói. Nhưng các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, để các ngươi làm những nhân chứng quyền năng cho ta ở thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cấp cùng trái đất. Sứ mạng vĩ đại của Chúa được hoàn tất trong sự vâng lời và trong sự trang bị của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên hội thánh của Chúa. Cho nên chị em yêu dấu, hãy nhớ những điều này ở trong buổi tối hôm nay. Đức Chúa Trời sử dụng những con người tầm thường, như Môi-se, một người chăng chiên, như Đa-ni-ên, một người lưu đài, như Phi-rơ và Giăng là những người đánh cá, những ngư phủ, như Ma-thi-ơ là người làm ở sở thuế, như anh chị em, như tôi, những con người tầm thường, bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng. Hết lòng đơn sơ đến với Chúa để đón nhận như gì Chúa Ngài trang bị. Những điều đó nó có thể xúc phạm đến lý trí và kiến thức thần học của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cởi bỏ, chạy đến với Chúa trong tấm lòng khao khát, để chúng ta có thể nhận được sự trang bị của Chúa. Hãy dâng đời sống của mình cho Đức Chúa Giêsu. Hãy nhận bắp tem Đức Thánh Linh, tức là sự đầy dạy Đức Thánh Linh lần đầu tiên. Anh chị em yêu dấu, chỗ này tôi cũng mở ngoặc để chúng ta có thể tận hưởng được. Ngày hôm nay có một số những sự dạy dỗ của các hệ phái dòng chính, mainline denomination, nói rằng cái kinh nghiệm tin Chúa là được bắp tem Đức Thánh Linh cùng một lúc. Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh nói đến có hai kinh nghiệm. Kinh nghiệm được cứu và kinh nghiệm được đầy dạy Đức Thánh Linh, được bắp tem Đức Thánh Linh. Và điều đó đã xảy ra trong công vụ chương 8, trong chức vụ của Philip. Khi dân chúng thấy và nghe, họ nghe ông giảng và đứng Christ và thấy các phép lạ ông làm, chú ý lắng nghe và họ đã tin nhận Chúa. Nhưng khi Phi-rơ và Giăng được các sứ đồ từ Jerusalem sai phái đến, khi nghe tin người Samari đã trở lại cùng Chúa, thì khi ông đến, hay ông đã giúp đỡ cho họ kinh nghiệm cái kinh nghiệm thứ hai này, phước hạnh thứ hai này,
họ đặt tay trên thì có Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên những người này. Qua đến công vụ chương 19, sứ đồ Phaolô cũng làm điều đó để hoàn chỉnh đức tin của những người môn đồ ở tại thành Ephesus. Hai kinh nghiệm rõ ràng đem lại kết quả khác biệt rõ ràng. Xin Chúa cho để chúng ta cũng sẽ đón nhận ở trong ơn của Chúa. Thứ nhất, dâng đời sống của mình cho Chúa Giêsu. Thứ hai, nhận báp têm Đức Thánh Linh, tức là sự đầy dạy Đức Thánh Linh lần đầu tiên. Rồi chúng ta giữ cho mình liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh từ đó. Rồi chúng ta ra đi hăng say trong quyền năng của Ngài để phục vụ thế giới một cách hiệu quả cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để trong thời gian này chúng ta đến với Chúa để đón nhận trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Hallelujah. Xin chúng ta cùng hiệp ý. Anh chị em khao khát muốn được Chúa nghe sử dụng. Xin Chúa cho chúng ta trong thời gian này, bởi đức tin đơn sơ như con trẻ, Chúa hứa chúng ta đón nhận. Chúa bảo chúng ta phải được mặc lấy quyền phép trước khi ra đi. Hãy đón nhận trước khi chúng ta bắt tay vào. Trước khi chúng ta ra đi, hãy đảm bảo mình kinh nghiệm được sự tuôn đổ của Thánh Linh trước ở trong ơn của Chúa. Cho dấu của chúng con bởi ơn của Ngài, xin trang bị cho hết thảy anh chị em của con trong thời gian này những ai khao khát muốn được Chúa Ngài sử dụng và đại dụng. Chúa ơi, tuôn đổ, ban cho điều chẳng hứa để ai nấy đều kinh nghiệm được sự đầy dạy Đức Thánh Linh lần đầu tiên, được nhận chìm trong Đức Thánh Linh, được báp têm trong Đức Thánh Linh ngay trong giờ này. Chúa con cảm ơn Ngài. Là Cha, xin ban điều chẳng hứa. Là Chúa Giêsu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin Chúa nhận chìm, xin Chúa báp têm cho anh chị em con bằng Thánh Linh và bằng lửa trong thời gian này. Là Chúa Thánh Linh xin đến để dạy chính mình Ngài trên mỗi chúng con một cách tươi mới ở trong ơn của Ngài, để chúng con sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tác động trên anh chị em chúng con trong giờ này, kích hoạt và khai phóng các ân tứ quyền năng của Ngài, những khả năng siêu nhiên ân tứ Chúa ban cho, để chúng con có thể ra đi và phục vụ một cách hiệu quả trong ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Anh chị em bởi đức tin hãy đón nhận được báp têm Đức Thánh Linh ngay trong giờ này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúc mừng anh chị em, những người vừa mới kinh nghiệm được sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa trên đời sống anh chị em, chuẩn bị sẵn sàng để thấy Chúa Ngài sử dụng, đại dụng chúng ta trong những ngày sắp đến. Vì Chúa Ngài đã tìm thấy những con người bằng lòng tin theo những điều Chúa Ngài đã dạy, để mình được Chúa Ngài chọn và sự vâng phục và tâm lòng đơn sơ như con trẻ. Rồi anh chị em sẽ thấy Chúa sử dụng chúng ta một cách vâng vào cho vinh quang của Ngài. Chúc mừng và cảm ơn của Chúa. Và nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin chúc anh chị em một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa, một năm mới tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa, năm của sự bồi trả, năm của sự giúp đỡ từ nơi Chúa, để chúng ta trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa, và chúng ta sẽ kết quả một cách lương lao trong năm mới 2023 ở trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học Kinh Thánh đầu năm của chúng ta. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.